Rồi, xin chào các bạn nha. Thì hôm nay giới thiệu các bạn con này là CX675. Thì con này nó có wifi luôn, chống rung mắt liếc 50 ha. Con này ngoại hình rất đẹp nha các bạn. Zoom xa là 60x. Máy có wifi luôn nha. Màn hình sáng đẹp nha các bạn. Máy có ngôn ngữ tiếng Anh nha. Cảm ứng mượt mà. Con này chống rung mắt liếc nha các bạn. Đó, thấy không? Nó cái đầu đảo không? Đó. Chống rung 50 mắt liếc. Đó. Lên kính rất đẹp nha. Zoom vô nè. Zoom ra nè. Nhấn record luôn ha. Zoom vô nè. Đó. Chim mau ra nè. Xem lại nè. Cảm ứng rất là mượt nha. Máy hoạt động ok nha các bạn. Đâu nghe Khương nói vậy? À, thằng Hí ăn không đâu con mà tao quên hỏi sao Khương biết không biết.
quốc đã nhiều, lưng 7-8 triệu vẫn ngồi livestream, bắn nhau đá bóng xem phim, cú lên một tiếng cả team chơi cùng. Đêm đêm anh lại tiệc tùng, âm thanh ánh sáng đã bùng lên chưa? Độ này vẫn giống độ xưa, vẫn đợi donate vì chưa có tiền.